Dương Tử chăm gánh trai trẻ, hết ba anh trở bạo đến em trai băng phạm. Nếu không phải vì công ty bắt buộc thì những mỹ nhân đỉnh đám như Triệu Lệ Sĩnh, Sương Mịch hay Địch Đại Nhật Ba đều không hề muốn mang theo người mới đi đóng phim. Thế nhưng Dương Tử lại là trường hợp khác, bởi chúng tôi thấy cô nàng rất chịu đóng cùng Sa Nam kèm nổi. Còn nhớ hồi đóng Trầm Phồn Hương Phai, Thành Nghị tuy nổi tiếng Sanoni mỹ nhân sát, nhưng so với Dương Tử vẫn là địa vị khác biệt. Vậy mà Dương Tử vẫn chấp nhận đóng cùng anh, dù cho fan có phản đối cỡ nào. Vì lý do trả lời ân tình công ty cũ, chúng tôi có thể hiểu được vì sao cô chỉ đóng bộ này. Nhưng gần nhất loạt tác phẩm mới của Dương Tử đều đóng cùng Sa Nam trở bạo, cho thấy ý muốn nâng đỡ người mới của nữ diễn viên rất rõ ràng. Ở dự án Trường Tương Tư, một tiểu hoa hàng đầu nửa 90 như Dương Tử lại chịu đóng cùng với dàn nam kém tiềm như Trương Vạn Ý, Tràn Kiện Thứ, Đặng Vi. Xét thì cả ba anh này đều được biết tới, nhưng không nhiều. Được đóng với Dương Tử là một miếng bánh rất ngon, khả năng bạo là vô cùng lớn. Chỉ có mỗi Trường Tương Tư và sau đó Dương Tử nhận một bộ phim có nam chính nổi tiếng hơn thì cộng đồng mạng đã không bàn tán. Đằng này có vẻ như cô nàng tiếp tục nhận phim có nam chính yếu thế hơn trên màn ảnh rất nhiều, đó là Phạm Thừa Thừa. Với em trai của Phạm Băng Băng, trên sân khấu anh là idol có tiếng, thu hút lượng fan không nhỏ. Nhưng trên màn ảnh thì hoàn toàn khác, diễn xuất của Phạm Thừa Thừa bị chê sấp mặt, thậm chí còn có người khuyên anh chàng chỉ nên làm idol. Mặc dù phía Dương Tử còn chưa xác nhận, nhưng hành động live bài hợp tác của cả hai từ nhà làm phim đã ngầm khẳng định bộ phim tiếp theo của cô. Ví dụ thực sự đóng cùng Phạm Thừa Thừa, chúng tôi e là Dương Tử lại phải gánh còng lưng, vì cả danh tiếng lẫn diễn xuất của Phạm Thừa Thừa đều không ổn. Thật không biết Dương Tử đang làm gì, thật sự cô muốn gánh trai trẻ hoàng hay sao? Thật ra với khả năng gánh phim của Dương Tử, dù nam chính có là ai thì chúng tôi nghĩ phim của cô vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn. Chỉ có điều mọi người muốn cô nàng có thể đóng cùng với những nam thần nổi tiếng hơn, giống như Dương Mịch, Triệu Lệ Sĩnh hay Địch Đại Nhật Ba. Hy vọng Dương Tử có thể suy xét thêm một chút trước khi quyết định hợp tác với em trai Phạm Băng Băng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.